Thưa các bác, các anh, các chị, em yêu Lan, thì hôm nay tôi tranh thủ gọi là thu hoạch thân già, thu hoạch thân già phi điệp các bác ạ. Thì thưa các bác là khi mà phi điệp mà đã ra hoa, thế và cây mầm gốc đã phát triển tốt, ra rễ tự nuôi được nó rồi, thì mình có thể là cắt những cái thân già ra để mà chúng ta, một là bỏ đi cho cái giỏ lan nó gọn gàng, sạch đẹp. Cái thứ hai nữa là tận dụng để nhân giống. Thế thì cái cách nhân giống như thế nào thì các bác cũng đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên thì vẫn có các bác mà chắc là mới chơi nên cũng hay hỏi. Nên hôm nay tôi cũng làm cái clip nó ngắn ngắn để cùng các bác làm cho nó vui. Đấy, thì những cái thân phi điệp già này ấy, gọi là nó đã ra hoa ấy, thì khi mà cây con nó phát triển tốt như thế này thì là cái bộ rễ của nó là nó phát triển tốt rồi, thì nó có tự nó nuôi nó. Thế và những cái nó phải chia cái dinh dưỡng cho những cái thân già. Thế mà mình muốn là tất cả các cây mà ở trong chậu này nó phát triển tốt, không bị chia dinh dưỡng đi nhiều, thì cây nó sẽ phát triển dài hơn, phát triển khỏe mạnh hơn. Thế thì chúng ta cắt cái thân già nó ra để chúng ta nhân giống. Thế thì cách cắt thì cũng đơn giản thôi. Các bác cứ cắt cách phần gốc độ khoảng 10 đến 15 cm. Sau đó là chúng ta có thể bôi cái keo liền sẹo, hoặc là bôi thuốc chống nấm, hoặc một chút vôi vào cái đầu vết cắt ấy, cho nó không bị nhiễm khuẩn. Thế là được. Thế thì những cái thân già này mà một số mà nó ra hoa lâu lâu rồi, cây phát triển tốt rồi, thì giờ nó đang căng ra và thậm chí là nó có các cái ki ở trên thân. Đấy, những cái ki này ở trên thân. Thế thì nếu mà để như này thì đúng là nó có, mỗi thân già nó có khoảng 1, 2, 3 ki nó nảy ở trên thân ấy. Chúng ta khi thấy nó có rễ rồi, chúng ta cắt, chúng ta mang và chúng ta ghép luôn vào chậu để nhân giống. Thế còn một số cái thân già mà nó ra mà nó không, nó chưa có cái ki ấy, thì nếu chúng ta mà không cắt thì nó có thể nó không ra ki. Thế nên chúng ta cắt tất cả các loại này, sau đó là chúng ta nhân giống. Thế thì các cái phương pháp nhân giống thì các bác cũng đều biết rồi. Ngày xưa mà đang cần tận dụng triệt để giống thì có thể là cắt từng mắt một hoặc là hai mắt một, sau đó là ươm, thì cái tỷ lệ nó ra ki cũng rất nhiều, thì giống nó cũng rất nhanh. Tuy nhiên thì đây thì tôi theo cái phương thức là khá là tự nhiên, lên được từng nào thì lên, chứ không bắt ép nó phải lên tất cả các mắt. Tại vì lên tất cả các mắt thì thường cây tận dụng này thì cái mắt nó rất là yếu. Nó yếu, nó không khỏe được như là thân tơ mà gọi là chủ động cắt ra nhân giống. Nên là đây, những cái ki như thế này là nó có rễ rồi, ghép luôn vào chậu luôn, không phải nghĩ ngợi gì nữa. Cứ chọn những cái cắt những cái thân này nó cùng đấy, cùng một chậu. Sau này chúng ta có ki, chúng ta ghép cùng một chậu, thì sau này những cái cây đấy nó ra hoa cùng một lúc, cùng một mặt hoa nó sẽ đẹp hơn. Thì các vết cắt này đấy, chúng ta đây tôi lấy cái gì 24 giờ, chúng thối 24 giờ tôi chấm phát vào cái đầu cắt, thế là được. Thế là ok, tránh nó nhiễm khuẩn vào thân. Đấy, thì còn cái thân già ấy, thì chúng ta cứ mang về chúng ta treo vào cái chỗ nào nó mát ấy, một vài hôm. Đấy, sau đó chúng ta mang đi nhân ki. Thì có nhiều phương pháp. Đấy, tôi cứ nói là phương pháp tự nhiên nhất là chúng ta sau đó chúng ta đặt vào những cái chỗ mà mát, đấy, thoáng gió nhưng mà mát và ít ánh sáng, nhớ là ít ánh sáng là nó sẽ ki ra ki. Đấy, cứ trèo này vài hôm nó teo teo được một chút, sau đó là chúng ta rải ra cái chỗ ẩm mát, thông gió đấy, và tưới gọi là tưới ẩm là nó cũng ra ki. Đấy, hoặc là chúng ta có thể dùng Antonic, chúng ta pha loãng theo tỷ lệ là một gói với 16 lít nước. Đấy, và chúng ta sẽ tưới
hàng ngày hoặc là 2-3 ngày tưới một lần, nhưng miễn làm sao cái chỗ nó ẩm mà nó hơi tối một chút. Đấy, như cái này là nó cứ lên ki thôi, nó không khó đâu. Đây một số cái thân mà cắt mấy hôm trước là hôm nay nó đã ra ki rồi này. Đấy, rất đơn giản thôi. Thế khi mà nó nhú rễ ra là chúng ta có thể là ghép vào chậu, ghép vào lũa và gỗ, tóm lại là chúng ta ghép để trồng chậu mới. Thế mà nếu bác nào mà muốn nó nảy nhiều hơn thì các bác có thể là cho vào các cái thùng xốp, và để gọi là thùng xốp ở ẩm, để vào cái chỗ nào tối ấy, thì nó sẽ mọc nhiều ki hơn. Đấy, nhưng mà những cái thân già này ấy, ki nó mọc nhiều thân thì nó sẽ yếu, còn nó ít thân thì thân nó rất là mập mạp. Đấy, sau đó nó lại có rễ rồi, cái phun phần dầu đạm một chút, đấy, thường xuyên một chút là nó sẽ phát triển rất là nhanh thôi, không khó khăn gì. Có bác dùng cả cái ki duy xanh pha loãng, sau đó là ngâm được khoảng 1-2 tiếng, sau đó vớt ra để ráo, và chúng ta cũng để vào chỗ ẩm mát, chúng ta nhân giống, nó đều phát triển tốt thôi, không có gì. Đây, những cái này là cái mà nó đã ra ki rồi, thân rồi là tôi trồng luôn. Thế còn như cái này thì là cứ rải ra cái đấy, cái phên này đấy, xong bắt đầu là tí tôi sẽ che cho nó hết ánh sáng đấy, để gọi là bóng râm ấy. Đấy, nó sẽ ra ki. Đấy, thì cái loại nào ra loại đấy, khi là bắt đầu nó nứt mắt, nó lên ki có rễ thì chúng ta ghép vào chậu. Đấy, không, rất đơn giản các bác nhé. Nhiều bác ấy còn cứ để các cái mặt chậu cây cảnh ấy, thế là nó lên ki, khi nào lên ki thì mang đi ghép. Đấy, nói chung là cái này nó do gọi là chế độ sinh tồn ấy, nên là nó phát triển cũng khá là dễ dàng. Đấy, rất là dễ dàng thôi. Thì hôm nay thì cũng tranh thủ độ khoảng mấy phút thôi. Đấy, để chia sẻ với các bác nào mới chơi mà chưa biết thì chúng ta gọi là cùng nhau nhân giống, làm sao cho nó được nhiều giống. Lại mất tiền mua chậu nhiều, giá thể nhiều. Ơi, xin chào các bác nhá, chúc các bác sức khỏe và may mắn. Các bạn ơi, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông trên cùng để có video mới nhất nhé.